Ok, xin chào đây, chúng tôi mới đến thăm nào hả? Và chúng tôi đón chapter 14, Rivers in Cambodia. Rivers in Cambodia, và cứ tuần lệ, nhé. Rivers cứ tuần lệ bây giờ, mà tuần lệ nó không phải Campuchia. Và, could you tell me, what rivers do you know in Cambodia? Tại nên ở đây có tuần lệ vậy là, nó không phải Campuchia chứ. Ta, nó không bắn chỗ không biết đâu mà, nhé. Một lần tàu tốt như cảm ơn châu sân ok tạm chua mỡ là lệ khá như squat và ok yeah so in one we learn about Cambodia's river system ok Cambodia's river system và cứ bỏ bọn nè bỏ bọn tuần lễ nâu cầm ở phía chỉ và bỏ bọn tuần lễ mấy cái tuần lễ nâu khám ai dễ mẹ bạn trai chị tuần lễ ấy khá và hô tần ác lá và mò bình nào như vậy nhé ok so now you see the map right sir is it the map of Thailand is it the map of Vietnam or is it the map of Cambodia definitely it is the map of Cambodia right you see this is our map ok I feel yeah the impression of it yeah okay chắc là như mình ăn là tập bọn muối ok để tôi dùng đường mẹ muối nướng ấy và see we have upper Mekong lower Mekong right Basak Tonle Sap Lake yeah Great Lake yeah yeah and this is Phnom Penh yeah the capital city of Cambodia is Phnom Penh right Okay, so you may get some idea about the lakes or about the rivers in Cambodia. Và trong bị dừng không biết đến dừng biến một chút luôn đó, giờ mới đấy dừng. Okay, giờ đi nó đi. Anh tạm hiểu đấy. Capital, capital, capital. The city where the government of a country or state is located. Và cái chi tí trong để họ tham gia bao này với mui và được còn này rọt mui và miền tí tăng nó nâng nhé. Và chờ tôi tham gia bao là cái này ná đại tí tăng học này ná thuộc ca học này ná chỉ tầm khăn nó nâng cái chi đi thế này và sau này vốn cứ đại và tăng lên chỉ bèn nó ná nâng cái chi capital là ngày vậy nhé. Cover, 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 mean to put or spread something over or on something else to protect it. Okay, cứ đặt ở có một bộ rìa bảy mươi và bị lơ nhé. Và spread cứ bộ rìa nhé bạn. Bị lơ bảy mươi xây thiết mà là bảy cặp phía biển nhé. Mà mình cảm thấy làm tay đây anh bên đây sẽ hiện đây chưa tự chuẩn tốt với cover này đấy nhá mà cover the area rồi mình cộng đọc mà tự mình cộng đọc ở lời tì tăng mùi như thế nhá chẳng cứ crop rồi cộng đọc direction 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 the way someone or something faces or travels okay chân cứ nói là tư plow và plow đây là nào mà nè rồi có bảy muối thế nào bị thôi mục rồi có thôi mà nào tao cần đó nghe ok chân cứ tư cái đầu là ngay ok eventually 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 nó tìm mình cho cái con nó tìm hoặc nó ok I mean at a future time in the end or finally ok nó tìm nó nếu bẻ nàng cốt và bên mình chọn bên là cô nào môi và bên chọn cái đó bên mình chọn là in the end finally và nên từ môi thế nào và okay. level 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 position in height stage or rank okay bây giờ nào lơ cầm pua và tì tăng này là cầm pua và đi còn nâu tì cuộc về cả IFC chúng ta có thần nạn thần đoàn thần đoàn sạ IFC chúng ta nè vào rank ok
low, I mean close to the ground or bottom, not high. Cái đầu nó có bài kia mà tay đây có nó có bài bạc bạc đấy mà, nhưng mình buộc tay nó hai mình buộc tay kia một ngày mà low and high tôi thấy đấy mà. Level cái cầm rắt, cái cầm rắt nó cầm rắt, anh high level rồi có low level. Point. Okay. Point. I mean a particular place. Chấm nốt mùi, tì tăng mùi chạy lẹ, nè. Và point. Okay. Original. Original. Original is what? I mean, of or relating to a certain area. Như bẹ bon và tẹt tôi cho môi nên gặp bon tì tăng chạy lẹ nào mùi và thì tam làm bon nhá, okay. Tam làm bon. Second, a unit used to measure time và cái chia unit mùi và cái khăn nát mùi nhưng mà cái khăn nát đó nhá, mà khăn nát mùi thì bây prai là bây thôi cao vo là pe về lì nhá, nhau thằng vị địa tỷ, ok, và vị địa tỷ. Geography. It is the physical features of a region or place on the earth. Okay, cái chia lẽ cả nè và rụp, lẽ cả nè rụp này là than này là bọt muối đấy, lẽ cả nè rụp này là bọt muối và rồi có cái này nè, cái này muối nó lớn hay là gì mà này cứ phô bị chia này ngay nhé, bây giờ bạn như thế phô bị chia bạn divide and mean to separate into parts cái sự bài chạy và chia này và separate into cái bài chạy chia như thế nào bạn, okay, divide cái sự bài chạy nhé, divide into bài chạy chia. Ok, xin chào bạn và bây giờ tôi mời đến với and before you read this, you need to see the question first. Mời chúng tôi xem đồ muốn sẵn và muốn đăng án. Ok, ta sẽ mời ta sẽ xuống bài khác. One, how is the water system in Cambodia divided? How is the water system in Cambodia divided? Bà ta bà con bà thầy địa xa nhé, bà con thầy địa xa hay bà con tực người ta nữa bà nhớ nhé, nó không bà thầy cầm chi tàu bàn bàn chài nhé, đôi mình lại tới bàn chài việc mấy tới bà cái bàn chài bây tàu giờ mấy mấy ở dưới quả bán nhé. Two, where does the Mekong come from? Ta tàu lên Mekong bà vì và hô trên một vị nà nó khảo phó thì nào về hô trên một vị nà và thế three through what countries does it flow và through cái tam gọi cặp tam vậy đó mà cái cặp bảy mùi như thế đó cái through the forest cặp tam bảy như thế này là về through the country cái cặp tam bảy nó về châu bảy hay về phát tàu tiền tiền tàu tiền mua gì như thế đó through cho người dân. Ta tại đây mình có nói về hầu và về hầu cặp tam bảo tê nà kha nhé, through what countries và cặp tam bảo tê nà kha bây giờ nhé, để đọc nó thì khi chậm lại không ai đọc bảo tê rồi. Number four, how long is the Mekong in Cambodia? Và ta tại đây Mekong nó không bảo tê không chỉ miền bờ vai phần màn nó how long đấy miền bờ vai phần màn. Five, how deep is it at its highest level? Highest level, yeah. How deep? Ta vì mình chụp rô bẩn màn, nào vậy bà? Ta vì mình chụp rô bẩn màn tao và nâu cổng rất tức và nâu cổng rất tức khắp buồn phật mà. Vì ta tức vì mình là buồn vì mình sợ, thế. Chứ bảo vì cổng khắp buồn phật ta biến chụp rô bẩn màn, vậy bà. Six, why and when does the lizard change direction? Bà, sự thật ta, bà. Ở đây là sao? Change direction. Lạc đầu tự đào hố. Đây là cái tự
nó cứ làm đồ từ đầu làm hồ tới cái này và direction cứ từ đầu đấy và hai đầu bay nữa và hai đầu bay và làm đồ hơi làm đồ nâu về là vậy đấy và tỏ lên mới đấy là bạn chứ nhưng mời mình ai những team sau mình đào gì thế Cambodia has many rivers. They flow from the mountains or highland areas into the lower parts of the country. Because of Cambodia's geography, the rivers are divided into two main water systems, the Mekong and the Great Lake system. The Mekong, which starts in the Himalayas, flows from the north to south 4,200 kilometers across Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam to the South China Sea. It is the 10th longest river in the world and the 4th longest river in the Far East. The Mekong is the widest and longest river in Cambodia. It flows for 500 kilometers through the country from the north to south. At Phnom Penh, the rivers divide into four: the Mekong Lu, Upper Mekong; the Mekong Kram, Lower Mekong; the Basa, and the Tonle Sap. King Bunyayat, who moved his capital from Angkor to this place in 1431, changed its name from Black River to Chattamuk, which means four faces. This is where Phnom Penh has stood for more than 550 years. During the original wet season, which lasts from May to November, up to 3,500 cubic meters per second of water flow down the Mekong, and it reaches its highest point over 12 meters. Like many rivers in Asia, the level of the Mekong sometimes rises too high and covers large areas of land with flood water. The other main water system is around the Great Lake, which is also called Bang Tonle Sap and is joined to the Mekong by the Tonle Sap. In the wet season, a huge amount of water from the Mekong flows north up the Tonle Sap into the low-lying area around the Great Lake. The level of the lake rises, its area increases, and land around the edge of the lake becomes flooded. However, at the start of the dry season in November, when the level of the Mekong falls, the water changes direction and flows from north to south, eventually joining the Basa and the Lower Mekong, which then flows onto the sea. Okay. Ngon này giờ bắt đầu là sự nuôi lòng với thời gian ăn cơm ăn ăn nội chóp ăn nội chóp phải giữ sai sự nuôi hơi nào không nhé ok sai sự nuôi hơi và chào mừng lại ngọc này bọc tiên chúng mình cả bọc lại ăn bọc như ăn này bọc ăn bọc như đấy ok ta chỉ mới Cambodia has many rivers. Và Campuchia và Campuchia dưới hương miền toàn lễ tràn nhé và rivers. They flow from the mountains or highland areas into the lower parts of the country. Và Campuchia nhé và cái đó bị hô cho và hô cho bị phnom rồi gọi là tì khu riêng nó là bằng khu bốn highland areas và tì khu riêng là bằng khu bốn và chạy cho tới phnom và tiếp và tầm bon tiếp góc này tiếp này và tài hiệu và chẳng vì hô bị cái quốc tổ cái tiếp đó nên vì và các ban tổ chia tuần lệ nó bị dứt okay. Because of Cambodia's geography, the rivers are divided into two main water systems. Và đời xa tay và nên because of cái đời xa tay bị và nói xa tay lẽ khăn phùm xa nữa geography ok cứ phùm xa bị dứt nữa ok chẳng chẳng
Đó sao tay đại khát phụ mà sao bỏ tay khám của chị dưỡng. Và chẳng ở tuần lễ nè. Và to be divided into. Và to be divided into. Và tao ban ban chai chi bằng man phân hạch. Mà đại dưỡng ra bây giờ nè. Ok. Chẳng khai khư tuần lễ tao ban ban chai chi phí. Ban chai chi bằng phó thị địa xa. Ước gặp bằng phó tức. Và chi phí. Nè. Và ok. Này. Và con phó tức tuần lễ ra bây giờ nè. Và chẳng chẳng. The Mekong and the Great Lake System. Và cứ pi đứng và cứ mà những bài giờ pi đứng cứ sầm khán là và cứ tuần lễ Mekong hay đứng và cả là và bằng thùng và Great Lake và cái đó bằng cái đó very big và lake bằng đó và bằng thùng đó và bằng thùng mấy đó bây giờ bị thạc bắn bây giờ mẹ bắn vào dương khơi tôi đi dương lòng khơi phía nhé bà bằng bị thạc bắn cái này bảo là bằng để thùng bỏ trá thạc bắn nó cứ nổi nè bây giờ thế và bằng thùng người chiều vậy nè thì định là đằng lại The Mekong which starts in the Himalayas flows from the north to south 4,200 kilometers across Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam to the South China Sea. Và chẳng tuần lê mê công và đây là bên hàng quýt nhé nhưng phải đã chọn cho mình tuần lê mê công cái này và cứ chia xăm sang và tuần lê mê công đây và bị chạp đam phố và ở trên một vị phân hệ mà lại nhớ được ok này cả đạp phân hệ mà lại chúng chùa không hề lái cứ mình tròn thông và thông thông vô vô cho phía đó là người ta hãy chạp đám hồ vì đang máu nó phải dưới đấy ok và chạp đám nè hôm một bị nóng chùa không hề mà lại chứ là những cái tần lấy cứ chạp đám hồ trên vị trí không có tí tiếp không chứ chẳng là nó không hề mà lại cứ chia chùa không đồ mà hai ở cha để thông kêu một phận và lời lộ nữa mà thông thắng này phương hiện mà lại nó cứ dịp phương được cùng kia lên lộ này bây giờ nữa chẳng cứ tha bây giờ hố và pi tư hàng khẳng chữ và cặp tàu tư hàng thập bồn nhé flows from the north to south và chẳng chẳng đấy hố pi tư hàng chữ tàu tư hàng thập bồn và chậm ngay nhé và vẫn cứ vào bài và vào bánh bốn pon pi rồi km đấy cứ tuần lễ đang mua từng muốn và pi chập đá tàu trong một chóp cứ bốn pon pi rồi km đấy và cả tám cái cả tám nữa across cứ cả tám cái ở tây thái đấy Thailand Laos cứ ở tây Lao và ở Cambodia nhé cứ ở tây Campuchia và hay nước Việt Nam và to the South China Sea và hơi dạ cho đấy nhé dạ một chân khẳng thật bồn và nó gì ok South China Sea dạ một chân khẳng thật bồn và chia gần lại để thoát lại lưu chụp luôn và chỉ được là hồ năng cả lãnh này và it is the 10th longest river in the world và với cái chia tuần lê nhé và với anh chuyện kia bằng phát tỷ đọc và 10th thêm thì ấy cứ 10th cứ tỷ đọc vậy đấy chứ tuần lễ được bao nhiêu cái một phát tỷ đồng đấy nó không được hộp lốp và chứ một hộp lốp bên tuần lễ được cái chập ta về một phát đấy chứ mấy công ty với cứ tỷ đồng vậy và tỷ muối nhưng mà toàn bằng với lại thằng ấy thì and the first longest river in the far east và hai chi tuần lễ để về nhiêu cái một phát tỷ buồn và một tỷ đồng ở đâu đi tỷ buồn mới cứ là bán khó khăn đấy và khi tiếp theo là bán khó khăn đấy cứ bị khó khăn đấy lấy tiền ngừng hai chi tuần lễ để về một phát tỷ buồn nó không và là bón trong bộ pì đấy far east okay là bón trong bộ pì okay chẳng gì vậy trong cứ là bón cái nào gì dễ cứ nâu bài hàng cá chiên hàng thấp bồn đấy và chỉ lo nó đấy cho ở hàng cá nên chiên hàng thấp bồn này này cái cứ far east okay hai bón trong bộ pì bây giờ và The Mekong is the widest and longest river in Cambodia. Và chị tuần lê mê công cứ chi tuần lê để thông bẩm hót và nè này widest và thông bẩm hót đó nhớ wide và thông là bên thêm est và chân dựng thêm là est đấy rồi sao vì mình is
chẳng vì tôi chia thông bẩm phật tôi liên bẩm phật mà tôi chia superlative adjective right giờ thêm est tôi lấy con liêm rồi khi chia short adjective giờ hai bên hai chia superlative adjective còn hai bên cộng lại đại cộng lại lời kê không biết là nào biết rồi nè bây giờ và chẳng cứ tôi lấy thông phật hay là về bẩm phật nó không có thể cầm một chi và cứ tôi lấy công thứ hai khi tôi lấy thông chứ tôi lấy công thứ tư nè bây giờ và it flows for 500 kilometers through the country from the north to south. Mà cái nào bây giờ giống như bây giờ và vì hồ nè vì hồ và dạ dòng ngay nè cứ 500 km và 500 km và mà cặp tây bắc nè through the country cứ cặp tây bắc mà dưới nè ok pi tư khang chương tàu tư khang tàu bồn và ngày bây giờ nè thằng chế đầu tiên thằng thứ bốn nên bờ hồ hồ cặp tay mai với hồ chân này nó bây giờ vì chế đầu thứ bốn at Phnom Penh the river is divided into four và nơi đi từ Phnom Penh nó nơi từ Phnom Penh chân thằng lấy sao bị bay chạy tàu chỉ buôn này nhé và chân đầu Phnom Penh bị bay chạy chỉ buôn này đây và ta nhớ về ta nạp là ok và lại khắn cái khu ổ chọc làm thế nào ngồi nhé đỡ mê công lử upper mê công và chân này biểu một này vẫn là miền mây cồng lơ họ là từ lâu lên mây cồng lơ đấy và ok đưa họ thành upper mây cồng và ok upper mây cồng này từ lên mây cồng lớn này từ này càng lớn đấy và từ xa lớn này lên mây cồng cao và từ lên mây cồng cao nữa hoặc lấy họ thà lower mây cồng và từ lên mây cồng xa từ càng cao được ba sắc và từ lên ba sắc and đợi tôi lấy sao hãy tôi lấy sao và chẳng chú kia nấu phần bình nữa tôi lấy tầng bốn đó này ok King Bunyad who moved his capital from Angkor to this place in 1431 changed its name from Blood River to Chattamuk ok chẳng phải ba là Bunyad và King Bunyad chẳng phải ba Bunyad đây là ban pla ở đây thì đi vào trong này mood capital cứ ở phạm đô đi thế này biết đấy và pi na pi ông co đấy và pi ông co mong cái này đi nè this place rồi chín năm nào cứ mười bốn bốn rồi sáu sáu mũi và chương mood something from somewhere nè to somewhere else ok và là tuy vậy mũi pi cái này mũi tàu cái này mũi xe tiền ok I want to move my car I want to move my car from the school car park to my own garage at home. Okay? Yeah. Mình hay nhóm giờ chụp chọn lan ở chụp chọn lan nó sẽ là cái nhóm chọn lan nữ và cái đặt lan nó tách nhóm tôi không đại nhóm đòn á. Okay. Which okay bác cứ đặt ban thì change nhé cứ ban ở plat đồ chung mùa nhé và tuần lên lại ở bờ sọ bồn bộ này chọn 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 đấy và ban plat đồ chung mùa vì tuần lên chiếm mà plat river tuần lên chiếm và tao chia tuần lên chặn tầm bộ mình và cái này đấy nó cầm tay cầm muốn tham tham tuần lên chiếm tập về ở bạc nhìn dễ chọn plat ở đây là mà đó lắm thì cũng có đồ chung mùa tao chia tuần lên chặn tầm bộ và tuần lên chiếm còn tuần lên lầu khách đứng nữa mà đây mình biết ha four faces which means four faces và đây là miền này thá một buồn bao giờ và chả tội nó buồn và mỗi cứ mỗi và chẳng một buồn thế okay. This is where Phnom Penh has stood for more than 550 years và ní cứ chia tì tăng nhé tì cái lấy có tì tăng đấy và công Phnom Penh bàn trò trường nhé stood một stood trò trường nhé và ở dạ can và chiêng bằng rồi hai sập chẳng làm hỏi okay. During the regional wet season, which lasts from May to November up to 3,500 cubic meters per second of water. Okay. Chứ nó không long bên đấy cái bà, long bên đây là đầu phiền, đấy là đầu sao, là đầu phiền đấy, nó không là bón đấy. Đấy, regional nó không là bón đấy bà. Đây là miền dạp bên, nè, chạp đầu, nè, bà, đây bên địa PP ấy bà, nè, các bạn lắng cứ bên địa PP, khai ông giờ phía ở đó khai vị trí ga, nè,
cứ mày đấy và cứ tức nè tức và cứ cầm rất này tức nữa nha và cứ chập luôn là hô tạo đó nè hô tạo đó bày bon pram rồi mẹ cụ không mùi vị nhật tỷ về thang cứ dân cất lo lo cất thiệp vị tí nè và là cứ mùi vị tí cứ bia ở miền cao lạc đầu bàn và bàn đó nè bày bon pram rồi mẹ cụ này tức nữa cứ nào bị hô mấy bà hô và cắt tao còn lê mê cùng ok chỉ hai không mới bị tí cứ biên tự của bạn nó cứ hô hô cắt nè và and it reaches its highest level over 12 meters và hai bia và la ơn nè và la ở đó chẳng nói buồn phật nè và vị trí cứ la ở đó khá là ơn nè tại đó chúng ta cứ buồn phốt và cứ ra về ở gặp lại tất cả buồn phốt nữa cứ tra ăn chiên đọc bì mệt và buồn đá bây giờ ok like many rivers in Asia the level of the Mekong sometimes rises too high and covers large areas of land with flood water và cứ đặt đôi nữa like cái đôi bây giờ nữa và đôi chỉ tần lê chỉ cho ra nó xây dựng tiện đấy nó không tại à gì đó và nó không đồng bọn à gì đấy và không đồng bọn à gì đó cứ ra và cầm rắt và cầm rắt tận đây tần lê mới cấu đấy nhá biến và pe khá cứ ra vì lăng đấy lăng khu pe chứ thứ hai đấy rises cứ lăng nó biến là khu đấy bà đấy thứ hai để hay đừng về giờ mấy bà cứ bị crop đàn đọc nhé covers nhé vì tôi có một đọc về từ chân lê chứ chân lê ở đồng bằng ba đỏ thôm đấy đây cô là đồng bằng đây cô đỏ thôm đấy areas of land và đồng bằng đây cô đỏ thôm đấy và cứ đòi tận chấm nôn đòi biết tận chấm nôn cái này tận chân lê tàu chân với lịch đồng bằng đây cô nâng đấy cái bài chọn chọn tần lê đấy và nó được hai chọn tần lê như thế và chớ người tức là người lên tập bon nắng nhé tập bon ở miền đây còn ở miền đây ở lịch tính tại bây giờ lên với những hàng tháng tất cả những đó flat water nhé ok the undermined water system is around the Great Lake which is also called Bang Tulisa chúng cứ tập quan tự sắm khăn xây tiệt nhé tập quan sắm khăn xây tiệt và cứ mấy đấy và cứ around the Great Lake cứ tham lâu trôn vĩnh và bằng thùng nhé Great Lake bằng thùng và chẳng bằng không thì mấy tới việc và Dale có những hào thá thế which is also called Dale có những hào thá bằng tuần lễ xa nhé bây giờ và chẳng bằng lễ xa thì bằng thùng ai nhé it is joined to the Mekong by the Tonle Sap. Okay. Và hay cứ tàu ban cho và tàu can Tonle Mekong nhé. Và đói Tonle Sap. Và chắc là mình Tonle Sap và đang bắn Tonle Sap. Và ok. Này. Chắc bắn Tonle Sap. Này đang Tonle Sap. Bà về bài chạy khóc này mày đấy cho bị khai cứ băng rồi lấy sáp cứ dân chặt tổng sao chưa còn lấy stock tổng đỏ mà ha sen thông thế mùi nhé chiên Great Lake nhé cái chiếc băng đỏ mà ha sen thông mùi nhé bà nó không thể cầm chi vậy đấy bà đây là lấy sáp cứ bị hô về hô ở bà chỉ lo là viên ở tờ lê về cũng nhé hay lắm băng rồi lấy sáp nhé anh hao thác tờ lấy sáp vậy đấy ok in the wet season, a huge amount of water from the Mekong flows north up to the Tonle Sap into the low lying area around the Great Lake. Và nhé, cho nó không đầu pleasure rồi còn đầu sao đúng không bà? Đầu pleasure đấy. Wet season cứ dry season ấy. Có thể là rainy season ấy. Cho nên cái nào phải mang tất bom hạ sao nhé, huge amount. Và cả phần mặt tự động hạ xa có đọc thông và bi tần lê mê cống nhé tức là vì chanh mọc bi tần lê mê cống hạ vì hô mấy bà
vì hô đầu tư khẳng trường đấy, đầu tư khẳng trường bà là cái là tàu cam tuần lễ sạp đấy, ập đợt tuần lễ sạp đấy bà chấn hô trên vì là mê cũng cả tam tàu tuần lễ sạp nhưng tuần lễ sạp là vì hô đâu có tình tiết bà cứ in thú bà hô cho tôi nóng đầm bon bà viên tiệp tiệp đấy đầm bon tiệp tiệp đấy lô lai gì đấy đầm bon đây về biển than đầy tiệp đấy đấy lô lai area bà đầm bon đây biển than đầy tiệp bà nấu chung bính bà bằng thùng à, ok bằng thùng thì có bằng rồi lấy sao bằng ngày nhiều vậy đấy. The level of the lake rises và chân cộng đặt tất nâu bằng thời sản ứng cái đó cái nào bia cả là nhớ lắm là hồ chúng nó cả là này its area increases and the land around the edge of the lake becomes flooded. Ok chân đồng bon và bằng thời sản này để nó chung với bằng thời sản này và cái là ok cái nào bia chưa thể đi cả là mấy thay tức là lấy sáng cái là cứ bị chạy lấy đi lấy thùng bị thùng tay không tấn chứ không biết tàu có bắt lên tay đây tiệp tiệp nhớ nhé hai nè đây để nè bà ti đây nè để nấu trung bình kem kem nè và nấu trung bình mọt từ lê nắng nào kêu bằng từ lê sạm nắng nhé và biết mày đấy và tàu chia tận chầm nụn nhé becomes flooded tàu chia trồn lịch nhé và flooded tàu chia trồn lịch như thế này okay. Giờ này bà nhà mình bây giờ mấy giờ tầm mơ tới nhé tầm mơ nấu tầm bọn bằng nghề sạp đó cứ tha nấu bê là khai prang và cứ đầy gì nhé và đầy thổ ra đây tầm bê tự phiền chán chân tự về làng trồn lịch tới chân về tàu chia trồn lịch chân chia trốn về tầm mà đại tức và các tàu chiến phun một đại tật tạo ra floating village, ok floating village, ok và however at the start of the dry season in November, ok tôi chia giờ này rồi nhé, và nơi gà đá nó đau lắm nhé bà, at the start nó kêu nó đau lắm, không biết rồi, nó đau là đau cái là đau bằng đấy, dry season, nhé. Cứ việc tôi bị wet season càng lớn rồi và ok nó càng đam đầu răng và nó không khai vinh chỉ cá nhé và when the level of the Mekong falls the water changes direction ok và cái này là làm đồ là này nó pel nó này nên cái này nó pel đây cũng rất tất ở tuần lễ Mekong lớn đấy cái nào bị thẹn cho cái nào bị sợ cho muốn đấy nên bị sợ bị thẹn cho đấy chém được tất bà là tấn cái nào về đồ đấy mà đồ từ đảo này và đấy đồ từ đảo hai hồ đấy flows from north to south ok và hai vì hồ vì từ khẳng chế đến tàu từ khẳng tàu bồ và eventually cho là những the Basak and the lower Mekong tìm phốt đấy eventually cứ tìm phốt và cứ chuộc và sọc nè cho những cái chuột và sọp đấy nâng tuần lễ sắc tuần lễ bà sắc hay nâng tuần lễ mê cùng cao hồng nè lower mê cùng which then flows on to the sea đấy bà tàu mốc và bia bà to hô thiết nó flow on cứ bà to hô thiết bà tàu cắn sẽ một ok bà tàu hô tàu cắn sẽ một và chân bà con bà tuần lễ nè còn tức là về là cua chạp đó hay có bề khác gọi là mì đòn hạt một sợi mảnh này nè giờ mình muốn dùng ba điều đồng pi relative pronouns để cho relative clause thế okay. Cho relative clause đồng mình clause chứ chứ pa relative pronoun đồng mình who và sản phẩm chủ nuôi ở mà nuôi mà people person which nè sản phẩm thing where sản phẩm place okay that then sản phẩm bằng bạn đang people đang thing và cứ quan ở thằng ok thằng animal của bạn này nó that cứ tu tới đẹp rồi ok chứ dùng shop ví dụ nhé đâu đi home mua cho mấy number one Cambodia has two main water systems ok chứ dùng chỉ dùng rộng ấy rộng pi đều trâu
và để tấu chọc và chọc kia nhé hay miền mũi dương tôi chỉ muốn đòi relative bình nào nhé mũi dương chỉ muốn đòi which who when rồi why rồi where gì vậy nhé từ đó nó có chia relative bình nào chẳng và chứ bây giờ ăn vô khó biết này nhưng mà ăn nhưng khơi bị vô nó để xả xóm để mình ăn thì thuộc chọc kia các chẳng hết nhé chứng cầm chia miên và còn tất chậm luôn pi thùng thùng và chứng như khơi tha đây ví dụ mùi đi đi gây đi hết và vì xả xóm cơ vi miên ăn là lấy cho bàn nếu trong giờ vì biển này nó khơi khơi chọn nhãn chứng để divide the country into two parts nhé chứ là để này nè để này và lý để này để nó cứ chia vậy cứ chia water system này chẳng chẳng nhầm rồi khơi hơi rồi khơi bịa phí để hai chị on để mùi ấy chẳng chung thấu chụp luôn mùi đói relative bởi nào này chẳng chung ra cái này Cambodia has two main water systems which thế là thằng which là sao tại water system cứ chia sink cứ chia nhìn chắc tôi hay chia sink nhé và chia vay mùi nhé chúng ta which divide lục để cho nó sang để nó như chúng ta đổi mình thấy which divide the country into two parts ok chúng ví dụ khả thao ông tiếp dừng rộng mới và cùng phòng mới tới ta ở đây ví dụ tí bí nè biện nát đây dự biện dự thấu chạp ở đó thấu rốt nó hay vì cụ khôn chúng mình nâng biện nát hàng khẩu biết đây chia ong tẻ muối à, hay dừng vô biện hàng khẩu biết vô đâu rồi chia relative pronoun đây nhé đối với tôi chia relative pronoun hay dùng một chút trong cái ví dụ này hàng lấy này ok và chứng Cambodia has two main water systems which divide the country into two parts và cầm chia miền và con tức và con phòng tức chẳng muốn pi sống khăn khăn để bàn chai tây và tê tôi chia pi này nhé và bên number two Punjab moved the capital to Phnom Penh from Bangkok. Ba. Chân về ba Punjab ba lạc đồ đi đến đi ba tàu ở Phnom Penh ba ở đồ trên phía có ba tàu Phnom Penh nhé. Ba. Này. Three the Mekong is the longest river in Cambodia. Okay. Ba chân thời Mekong có chi thời đại bay một phát nông nông vào tây Campuchia nhé. Four the place is called Chattamuk. Và chứ cái lại nắng cứ tàu hao tha mấy tàu bán hao tha chạy tàu mục mà ok chân giờ bơ còn khó mẹ tạm mở à tàu lấy nó tàu shop đi khẳng được cả nữa ok he was a Cambodian king yeah. Mà có cái chuyện phim hạ sát không chưa dừng và mình nhé the four main rivers meet there và cứ tha ba tàu lê và tuần lễ sầm khăn chuẩn luôn buôn và cứ chuột và sọc thì nấu thì nung thế ok và the Mekong flows from the north to the sea in the south ok giờ tuần lễ Mekong có bị mấy bà bị hô và bị từ khẳng chơi từ khẳng tập bông nè và ok cứ tuần lễ Mekong hô bị từ khẳng chơi cho tàu tuần lễ nấu từ khẳng tập bông chứ tuần lễ này tuần lễ bị nấu từ khẳng tập bông hay hô hô đi khẳng chương tao chua tờ lì nó ok nè chẳng dừng thường không dừng thử bán ấy tao sẽ ọt tới và ở cục và dục tới ok và mình bà nháy dừng ai không bánh xua thèm nữa bây giờ ok chân lấy như vậy chạy học bì cubic meters nhé vấn đề bà 3,500 cubic meters ok 3,500 cubic meters per second of water flow from the Mekong when the highest level of water is up to 12 meters high. Okay. Và như trong chạy thay như an thay chân nhé. Em ấy lịch bấy điện nữa. Okay. Là cứ cubic meter. Và này cubic meter. Thì bạn bảo đây rồi thôi. Và đây nhấn. Ok. Dần dần chọc vào này. Ba dừng cho bên này hay nhá dừng chụp cái video khỏi nhá dừng complete cho subscribe đồng bên tôi bán video thay thay chỉ riêng gặp ngày dừng